Thưa quý vị, những năm qua, phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi gắn với xây dựng nông thôn mới được Hội Nông dân các cấp trong tỉnh chú trọng triển khai sâu rộng. Từ đó đã phát huy tính năng động sáng tạo trong lao động sản xuất của hội viên nông dân, góp phần thúc đẩy sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả kinh tế cao. Hôm nay 14 tháng 10, nhân kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam, mời quý vị theo dõi phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi tại Bến Tre. Phong trào nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững là một trong ba phong trào thi đua lớn, trọng tâm do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phát động. Xác định đây là phong trào có ý nghĩa vô cùng quan trọng, nên những năm qua, các cấp hội nông dân Bến Tre thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền, khuyến khích, động viên hội viên nông dân đổi mới tư duy, mạnh dạn thay đổi nếp nghĩ, cách làm, khai thác tiềm năng, thế mạnh vốn có, lao động, đất đai, đầu tư cho sản xuất kinh doanh, vươn lên thoát nghèo và làm giàu chính đáng. Từ phong trào, nhiều hộ sản xuất kinh doanh đã phát triển thành doanh nghiệp, công ty tư nhân trong sản xuất nông nghiệp và kinh doanh, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho hàng ngàn lao động ở nông thôn. Thời gian qua, cùng với việc đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, xây dựng nông thôn mới, các cấp chính quyền luôn chú trọng tuyên truyền, người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Bên cạnh sự tham gia của các doanh nghiệp lớn vào sản xuất nông nghiệp tập trung như khu nông nghiệp công nghệ cao, nông dân Bến Tre dần thay đổi tư duy sản xuất manh mún nhỏ lẻ, hướng tới mục tiêu sản xuất bền vững hơn. Mô hình ao đất thì khi mà nuôi qua 2 năm ban đầu thì nó phát triển rất là tốt, nhưng mà sau lần lần là nó sẽ bị khó khăn. Thì bắt đầu năm 2014 thì CB sẽ có một cái mô hình nuôi cái công nghệ cao, chuyển cái mô hình nuôi công nghệ cao từ ở Thái Lan đem qua để chúng ta ứng dụng để nuôi. Thì bắt đầu năm 2015 thì tôi sẽ ứng dụng trong cái mô hình nuôi công nghệ cao như thế này. Nuôi mà công nghệ cao như thế này thì cái một cái ao này thì nó đem lại từ 3 tới 4 lần so với nuôi bình thường. Nhưng mà nuôi cái này thì chúng ta là có đem về cái được là cái xây lớn. Phải nói là cái giá thành nó rất cao. 5 năm qua, Bến Tre có gần 300.000 hộ nông dân đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, chiếm gần 40% so với số hộ đăng ký. Nhìn chung, chất lượng và hiệu quả phong trào ngày càng nâng lên, nhiều hộ có vốn sản xuất kinh doanh hàng tỷ đồng, thu hút hàng chục lao động. So với giai đoạn 2010-2013, số hộ có mức thu nhập trên 200 triệu đồng một năm tăng gấp 5 lần, số hộ có mức thu nhập trên 1 tỷ đồng một năm tăng gấp 3 lần, với trên 1.500 hộ đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi cấp tỉnh, cấp trung ương. Mức thu nhập hàng năm của hộ đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi thấp nhất là 100 triệu đồng, cao nhất trên 1 tỷ đồng một năm sau khi đã trừ chi phí sản xuất. Hiệu quả cái mô hình mà để làm bát phun thuốc tự động với tưới tên cây thì rất là hiệu quả. Thứ nhất là mình tiết kiệm nhân công thì và đồng thời phun đồng loạt, là nghĩa là con côn trùng, con gầy chích thuốc hoặc là con sâu nó không di chuyển qua lại được, mình tập trung là mình đánh diệt gọn nó được. Còn thứ hai nữa là vấn đề mình phun cho mát cây, thì là chiều khoảng cái 3 giờ đó, mình muốn có cây thấy nó ấy quá, mình nắng mùa hạn khô đó, mình phun giải nhiệt thì cũng là tốt. Thời gian tới, các cấp hội nông dân Bến Tre tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả thi đua nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, tập trung chuyển đổi mạnh mẽ cơ cấu cây trồng vật nuôi theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, tăng sức cạnh tranh của sản phẩm hàng hóa gắn với thị trường, ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, góp phần nâng cao đời sống của nông dân vào sự phát triển chung của tỉnh và đất nước.